Lời nói đầu tiên, Dư hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay từ thiện lễ trao 10 túi gạo 140.000 của Hội Ước Vọng ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở ngã bảy. Thay mặt người nghèo cảm ơn Hội Ước Vọng, chúc cho hội luôn khỏe và phát triển ngày mạnh hơn. Số điện thoại của Dương hội là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành nhiều lúc trong chương trình này.